cố gắng cày kiếm được con Nép Quỳnh nữa. Bốn mươi kênh mà bao nhiêu ngày rồi? Thế vừa ra được 5 hôm rồi em. Thì hôm đầu tiên là 11 lần reset. Thì là cũng nhanh mà. Hai máy 40 kênh ngon rồi. 10 ngày là 80 kênh. Rồi em cày được. Chứ một tháng cũng được, được mười mấy củ đấy. Ơ chứ không có hơn à? Phải lộn. Cái mà hơn là cũng kiếm tiền được nha. Mệt lắm, nhọc lắm, anh biết rồi. Ngồi máy tính nhiều nhọc người lắm. Mất ăn, mất ngủ. Làm sẵn để lại đúng không? Rồi vừa điều khiển nó, điều khiển ạc nữa, bót biết nữa. Đúng rồi, một máy tầm 20 ngày. Theo chín ăn kìa, có mua vé à? Vãi lộn. Gần chết rồi, cẩu hết đi để mình có nó thoát mặt đi ra. Chốt khối nhầm. Điều Để kiện mình thôi. con đế, con nó còn DK thôi trong bà thi thôi, còn đâu cẩu hết đi. Con nào ăn đầu game phải banh ngay. Anh chạy cố trong đây cũng được 4 drop. Kể mà đông người là phải 5-6 drop. Kiếm tốc chậm lắm. Cảm thấy điều cái kiếm giật nó nặng nề vãi kích luôn. Mà thôi đút bùi vô. Ngu chi là để mẹ mua gãy thiên sứ lên gãy dòng không sướng nào đúng không? Ra người dòng nó thêm 100 đam mà không biết nâng cấp lên hết số bao nhiêu mà coi bên kia 200, bên này phải gấp đôi. Anh ít khi ra quét anh đọc lắm nha, anh chơi những chơi rồi ít khi ra quét lắm. Còn cái chiều cái kho bạc ở trong quét bố là điểm danh là được cái gì đi sắp tiếp à? Nhưng mấy server trước là bọn nó cho đi xét tiếp, dùng đi xét tiếp mà. Mà 4-5 ngày nay chúng ta thành điểm danh nữa đây. Chị chẳng quay ra rồi, quay cửa ra rồi, giật trời tối lắm, giật băng lung tung. Nhưng mà công nhận của MG đi, đi ca ngọc của xứ. Giật chết đánh nhanh. Tầm mười mấy cowboy là khỏe rồi. Mất này anh đang để 3k rưỡi à rồi. Chẳng qua vô đi pin 2 lần một mình dầu kiếm đã ghép vào nó xoay mãi được mấy cái vé thành công cũng quân lùn nhưng vẫn giết mẹ đi 2 lần. Thì anh đút bồi thôi đi tốn vé nhưng con đã có hết lấy đã quay mà. Thế là MG làm được gì? Ép thì cùi nữa. Đây đang dùng con ép đứng giữa mà giờ đi lùi xung quanh bốn góc. Hai sâu rồi.
À không, một trao rồi. Chính ra đi cái sự kiện BK Halloween đó mà nhặt cũng được nhiều ngọc lắm em ạ. Không, mình đi mình cố gắng, mình như thường thường anh lấy hai bên em đi được hai cặp, một bữa một cặp hết xui, top 4 với top 7. Đi lo mà bắt đầu đi chạy vụt từ thiếu thiếu top 1. Chứ ra mắc mắc Agi với ấy vụt cứ cái chết. Đường nào cũng chết mà cứ mắc Agi mà vụt. Cứ hiện lên trước mặt vụt. Hôm qua thằng nào nó chua một đống ạc cà lon vào. Nó bút. Về sau thằng AD cho đi hết. Nó ra cái cục quá trời đập rồi. Còn một cái hết. Tuấn đang đi mua rác à? Cả từng ngày chơi game ở nhà hư mẹ máy tính. Cắm điếu chủ đâu, máy mà yếu cắm không chủ đâu, sập ngay. Ghép đều theo quý một tăng được nhiều đam không em? À sâu luôn. Vẫn còn được BC sáng qua nhớ đòi nhà. Mạnh phát 5B. Này cũng khỏe đấy, bắn đam cao phết. Bọn em giờ bắn được thế phải được mười mấy ca đúng không?
người em bóp ba, xe vào ba. Không ghê. Thì ép đưa cô bé rồi, đi mình mà gò thôi. 8 phút em ơi. Ok. Ok, xe máy. Ok em. Em có đi xe máy không ạ? Đi mẹ đéo nhặt cái thanh trí nào. Ở châu á, có chặt nhiều không? Có châu xà tai nữa. Cộng 8 á. Cộng 8 nó nhặt cả cái à. Nó chặt nhặt hết chỉ à. Nhưng mà cộng 8 nó không nhặt cộng 7, có nhặt cộng 7 không? Ngọn, vé cộng 7 mới đi được. Tám đi được á? Cộng 7 đâu có đi không à? Ừ, cộng 8, em bữa trước em xoay cái vết tàn hình cộng 8 mình thấy rồi, nó có đi được không, nó có đường nhặt. Khịt. Master mới đi cộng 8 nha.
chỉ biết rằng à, long trong cái vũ khí nào ta sẽ có cái được không, cái cấp 7 à, bố to vào được không nào? Là xoay ra cái chuyện nữ phải luôn. Ô hô, chả cái gì đàng em ơi. Ui, không lắc địt mẹ bố có 20%, đéo có bố bùa trao bùa chích gì một viên trao, một cái vũ khí cấp 5. À, một cái bùa trao cộng 5, một 4, ra luôn. Đắc quét anh cố rồi. Đổi cái nhép. Mấy phút đi à? Một đôi ba nhá. Địch của mẹ vào lộn cho vào hai. Được chưa? Bây giờ vào hai qua không đó? Qua anh em thôi à? Nếu có bút bê là chết ngay. Nhờ không ai rồi. Hy vọng là không ai đi. Hả? Chưa này cũng đéo biết đâu được. Địch vẹn bọn địch nó hay về chưa lắm.
cái tay cái quần nữa, cái áo nữa là đủ set nữa, thần cùi. Chất cày á? Rồi, hay lắm. Đợi. Trong cái này đi đi xét. À, Thổ Ngọc 29 phút kìa, Medusa đó kìa. Má sự kiện liên tục nhỉ. Em ăn xong cái thủa, răng ăn xong cái thủa cái Medusa đi ngủ cua. À, thế thì cài cái ngày luôn ra anh luôn. À, anh em có đi viên giải BK. Cứ nhặt được là cái vũ khí cùi cùi tiếp ra xem tốt Devin với ai đã cầm đầu mà thằng nào đứa đọc đứa tôi cài cho tích lẻ này. Có nhiều ảo không? Không trong trong đó nó nhiều ảo không? Nhiều nó luôn đấy, cứ cặp luôn. Để xuống dưới đi, xuống dưới cùng đi. Nếu chỗ cày phải một cặn. Chắc thằng Bin hỗ trợ đó đấy. Anh cố gắng anh cày bán bề đây cái nhấn của thủy mấy ngày nhấn mạnh tí nữa cố nhấn mà gò nó tăng nhiều đam lắm vì đam mà gò nó đam tua mà 20% đam đúng không
mình ở trong cái server 2 sợ mấy ca đúng không thằng này chỉ phí vé thôi. Em lấy con Nokia em đi cướp quét à? Hay. Nó không có bút à? Nó đéo ngờ là em cướp quét đi chăng? Địch phải 2 like rồi. Ông trời ơi, đừng có like nữa. Tôi xin ông nữa. Nó có vào nó lấy quét em không? Tạt em cũng cộng 9 rồi, sợ cái đéo gì nó. Nó có bút nữa. Đấy, 9 pro đó. Thằng Tín Pro có thằng nào? Cần vào VPK đấy. Chỗ nó vào hổ nó coi. Thằng Tuấn nói vẫn chưa được à? Tuấn nói vẫn chưa mua về à? Hôm qua vẫn bao vui đánh nhau mà. Được là toàn chào với lại thôi. Chết rồi, chết tôi rồi. À phải đi điên kinh khủng luôn. Mấy bữa nay BC không được là VinB nào rồi. Lóc bút qua đi thủa anh lóc ép nha. Em có ép thêm 3 hay 7 dùng rồi anh à, dùng không hả?
F2 lên, báo đó F2 lên. Ra sau ba rốt ngon đấy. Hai hai lai à? Từ từ cái lấy quét em ạ. Dám quay đấy. Đi nhắc cho còn 5 phút nữa mà. Về đâu về đâu. Lại chào đực con mẹ à. Hay là không đúng 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 tỏ đỏ không? Đó có mua ai mua ngọc giác không? Đấy kiếm bích bùa đi mua với bách chê thôi. Hai em á. Lai không là lai thôi. Đánh nhau gì chưa? Bạn ơi, đi BC lại lai cao rồi. Đang ở đâu? Đang BC điên vãi cứt các bạn ạ. Thầy quá. Chứ chờ đấy đi thằng ngọt. Biết điên là thay mà. Ơi. Đánh đi thì đen bỏ thằng ngọt tí. À, để đâm thế cơ. Đua gì em? Được rồi, thôi. Ờ, anh không đua ở đâu, em cứ dùng đấy thì đằng anh không vào thì cứ dùng nick anh và đua cho anh thì đua được thì đua, đua thôi. Chả quan trọng lắm đâu. Đua lấy rồi coi. Mấy bếp đây không? Cô coi được 5 triệu đây à? Ừ. Sao chết nhỉ? Nửa tháng lương đấy. Đấy. Lấy rồi coi mua lên đồ cũng được.
Trường mà đua được thì lấy nick anh mà đua xong là cái đấy thuộc về trường nhá, anh không lấy đâu. Đấy mà em lấy được mà đua. anh chỉ vào để tối đến có anh em đánh nhau thì vào để chiến đấu tí thôi. Lần này rảnh thôi. Ôm chầm rồi nhá, từ từ chào nhá, để anh vào mặt đi, lấy cái web, lấy mình chào. Ôm anh vào cái trang trang web mà đăng nhập, anh xem bảng xếp hạng ấy, thằng S, Lan Anh nó đứng 21 điểm ấy, cao mọi người. Một BC là được 3 điểm à, hay 1 điểm ra? Anh đứng thứ mấy anh cũng chả ý nhắn đi, anh cũng không hiểu cái này lắm. Thế đứng thứ mấy, thứ ba, thứ tư thì phải, thứ năm. Nhưng mà đi sai điểm thằng Lan Anh lắm. Ơi thế thì em cướp đi. Cướp mắt đi rồi. Cướp tức là mình cứ cướp quét đây à? Đá đi. Rồi, hiểu. Đá đi. Tức là cứ phá cái thành tường thành và phá cái lấy cái nỏ thiên kiếm hay gì chừng, hoặc cái đấy là phá thành và đấy là được đúng không, xong ra trả điểm là được tính quét đúng không? Mà không chưa, em cứ đi nốt xong anh vào tầm 1:05 thì anh vào nhá. Rồi ok. Tôi thay cho cái Quỳnh Đắc Quay Thìn ạ. Thìn ạ. Thìn ơi. Ơi. Ừ. Ừ. Làm gì? Đây nhanh nhập đã. Chờ tí. Châu là cái nào nhỉ? Cơm chưa? Em ăn chưa? Không nhưng mà nó bốn nó mạc nhưng mà trong ăn được, nó bật đi nhiều không ăn được đâu. Xếp thứ hai đúng không? Ok anh vào rồi, đây Dung không, đây Dung hai à? Ừ. À đổi server là server 3 à? Server 3 à? Em vào server 3 đây. 230.115 này, anh đứng 230.115 này. Rồi đổi server. Con nào cây đây? Kinh nghiệm đây. Bây giờ sang server 2 à? Ừ đúng rồi. Nguyễn Bắc Đây Vương vào 123 123. À quy đế về à.
bút ở đâu thì lóc đi ông ơi, trời còn Phần 2 rồi đây. Vào phần auto à? Rồi. Rồi. kẹp Rồi. em đi Trong cặp chuột à? kẹp em thôi kẹp em vô giữa cho bài thủ tắt bút đi để mỗi mỗi cái mũi tên vô tận là bút đấy thôi đó Rồi, rồi kẹp em chứ nhập vào ạ. đúng rồi 2K này nha thịt nhá ông tăng 2K này nha Đấy, à, thằng ở trường nó tăng ở đây. Hai ok ở đây có sự kiện gì đấy? Có sự tưởng An An cơ mà. đứng đó đi không đứng đó cho Nhật Ngọc nhiều đấy À, rồi rồi rồi. Thế thì party mà bọn mày nhặt đi cho nó nhanh, nhiều nhiều khi anh thì nhặt bọn tôi được. nhặt mà nhưng mà bắt cái Rồi. vương một QWA PT con nào đấy? PT đi. đây là đây N, ở đây rồi, cái đế vương cái gì? QWA Con đế vương này đúng không? ông Rồi nhặt ok. hôm cả cặp em nhá cả hôm các em để cho bút bút tên vô tận không hết cả tên nữa Thôi anh cứ bắn thôi, bọn mày tự nhặt nhá. nhưng mà kẹp em kẹp hôm chưa Ven đen rồi. cả hôm nữa chứ không có hết bút tên vô tận đấy À rồi thì thẳng tôi ấn mũi tên vô tận nữa là được. nhắn cả hôm các em cho nó bút bút tên vô tận luôn chứ không nó hết tên rồi có sao Nhấn cũng en không thì ngọc nhấn gì? em với hôm En với hôm là ra mũi tên vô tận à? cho nó tô nó bút bút tên vô tận luôn ông không hiểu à Kẹp đi, không biết cái này. ông cứ auto bình thường nhau kẹp thêm nước đen nữa Đâu biết cái bút đấy. đâu anh nhỉ ông để Tôi cái mũi thì tên vô thẳng tận tuần vô chỗ số bút mũi tên tận được. ông để cái mũi tên vô tận vô chỗ bút xong rồi ông nhấn tích của ô bút đó ông nhấn hôm nhấn em kẹp em nhấn hôm em bình thường nhưng chỉ về một hướng thôi Cái này chỉ bây về giờ hướng nhấn mũi mỗi tên ba vô tận thôi đúng không? Xong ấn en à? Xong nhấn ấn hôm em à? hôm em cấm bắn đấy ông giống kiểu như ngao thu bình thường nhưng ông tắt cái bút của ông đi ông hiểu không ông vẫn nó ô tô bình thường Ôi, nhưng mà quan ông trọng đâu mũi tên tận rằng thì tôi ấn mũi tên tận là nó cũng hết đâu mà lo gì đấy, tôi được mua đầy mũi tên lo gì nó hết mẹ này đứng mấy phút đây nó hết mẹ này là bố sao là không có bút à không có tên bắn thì tôi phải trông cho ông lo gì, tôi ngồi đây mà làm gì mức độ tôi say ngủ quên đâu. Cái gì chiến đấu là chiến đấu, đi làm là sao quên được, yên tâm. có thiếu cái gì nhờ có thiếu cái gì nhờ để ca đấy sao đắk lót thì anh đi lấy VK rồi À, tức là thỏ thỏ ngọc ở ở ở Dung không là không không PK đúng không? VK thì À, về Dung tại chỗ chết tại chỗ mà VK nhưng mà map nó không VK được phút nữa không? 6 phút là đi vệ sinh cái đó. Hello. Ông không ông vào đi cốt thì mở mic đi nói chuyện nhé. Mic nhờ vào cái chỗ mà trò chuyện tôi mới chơi. Hello. Hello nghe không? Hello. Nghe tôi nói không? Tôi nghe gì ạ? Chứng tỏ các ông này ấy như thề luôn, ông hiểu đây là lần đầu tiên tôi dùng Discord đấy, tôi cũng không biết. Mình này cũng mới xài. Đâu, căn bản là đầu tiên mình dùng, bởi vì là mọi người chơi này thì mọi người chơi mình phải tự tìm hiểu trên YouTube thôi hoặc là download về dễ dùng mà. Đúng rồi, nói chuyện.
Wow, buổi đêm ấy, buổi đêm là anh không nói chuyện được thì anh vẫn chat, anh vẫn nghe, anh vẫn đeo tai phone vào. Rất nhiều khi sợ cu nó hay giật mình, nó 10 tháng, vợ kêu vợ to quá. Anh em có Ủa? ai có xếp gia nhân cộng chín à? Tôi đang không hiểu nhá. Và anh em đi cót này tôi phải lên Shopee đặt ngay quả quả mic 150 này. Đặt luôn là bàn. Tôi đọc nhiều lắm rồi ông ơi. Cái chú Lâm Trường ơi, có con ép nó chua sang đây bắn thủ thịt luôn này. Lông vào. Anh em không xuống An Lan à? Ủa? Xuống An Lan nghe ca. Anh em đang bước đâu vậy? Đến giờ chưa anh em? Anh em đang bước kia anh em đang bước ở đâu vậy? Tôi bảo này, giờ mấy ông mới vào tôi nói thế này nhá, bọn tôi có hai tay bút rồi, nhưng mà bọn ông vẫn phải cài thêm một hai con bút nữa, vì nhiều khi á vào mặt thì lắm ông không thoát ra, nó không anh em không lấy bút đâu, bọn tôi sẽ bắt hai con bút bọn tôi ra, tạo một vật thi cho bọn ông bút, bọn ông lấy bút xong bọn ông mới thoát ra, hiện tại là tạm thời vậy, còn không máy rảnh thì kêu thêm hai ba bút nữa, để còn công thành chín còn phải tạo thêm 4 5 mạng bút nữa đấy. Là bút thì à, máy kêu được bút, máy kêu được 4 IB mà. Ừ tôi biết rồi, để tôi treo treo thêm mặt gì nữa. Bọn ông giờ treo một con Nika, một con Agoi, một con một ông treo một DL, một F đi là đủ một thêm nữa rồi. Tôi có F rồi. Có ép rồi với một ông DK đấy thì siêu nhanh mà. Anh em đi săn nhỏ về bán cho em nhá. Em tiến đây. Không, không, tôi là ông Đạt. Tín, Tín đang 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 đập đồ 11 à Tín? Nhận đập đồ 11 à? Đang làm mấy xếp 1. Được đây. 400 cặp nên được một món cộng 11 thì chịu rồi. Anh bảo này, bây giờ nếu mà đập chuẩn ra nhá, thì nên đập cộng 10 đấy đó. Đập 11 là khoai lắm, từ từ vài ngày sau đó. Cộng 10 chút là đẹp. Chính à? Rồi BT ạ, BT đi lấy bút ở đâu hả? Đúng nghe hôm qua em định vào mốc 40 để rồi, đúng nghe không rồi. Đúng rồi. Anh em có xuống áp làm BK đi. Mika cũng học vậy đó. Cổng 6 giờ nhá. Ủa tôi đủ bút rồi, tôi ao BT ra đúng không? Đúng rồi. À thôi. Lấy bút được từ từ còn 2 phút nữa mà. Tí đem hết đi, có đồ gì cho anh em. Bây giờ tôi có con DW, con F rồi. Bà ti cây ai cây nhỉ? Tuấn nhớ phút. Chát lên kênh vui đi em. Bốc toàn là toàn ừ, giác hơn. Đây là con em đang mặc sắc sốt cái này. Sớm mới mua ở sốt xong. Bọn ông chơi club gì đấy? Em chơi ép này. Em chơi ép mà tím. Tí nữa anh có mấy món gì anh vứt cho. Nhưng mà không được trọn vẹn đâu, lôm nhôm lắm. Ở trong bụi có Tiến Pro à? Tiến Pro nhiều nhiều đồ lắm đúng không? Đồ thì đầy. Quan trọng thì là phải sao sợ giao lưu giang thôi. Party anh em ơi. Tiến Pro chơi món gì con gì đấy? Em có chơi đâu. Chơi vui với anh em thôi. À em chỉ bán đồ thôi đúng không? Dạ. Em chỉ bán đồ thôi đúng không? Vâng em bán đồ. Bên này em mua đồ còn nhiều ấy. Mua BS ở xem vào để em mua hết mà. À nhưng mà không chơi đúng không? Không. Em có nhận dịch vụ ép đồ không? Ôi em sợ luôn rồi, trước em đặt cho thằng siêu nhân đỏ à. Một món là hết 100 cặp, cộng 9 đấy anh ạ. À mỗi một món đồ là bao tiền đấy, tùy loại đúng không? Hôm trước em đặt cho bọn nó là 300k một món đấy mà mất 100 cặp để ép được một món. Sao đỗ 2DK gồng kìa. 100k là một món lên 9 à? Một món lên 9. Hả? Một món lên 9. Nhiều, một món nhiều. Em chín đây, em đập cho thằng siêu nhân đỏ thằng cái khiên đây. Mọi người để ý, anh nói chuyện tí mới tiến gái mình nhiều quá. Tức là cứ đặt mỗi món 300k lên 9 à? Vâng, nhưng mà đợt đấy đập khoai, xong rồi em nhắn tin cho AD em bảo là sao đập của này chết. 100 cặp lên được một món, anh bảo là vậy chết không?
Thằng siêu nhân đỏ à, anh biết nó đấy, anh không, trước anh mới chơi, thực ra anh chơi cái này thứ hai, còn trước anh ở bên mù xưa anh biết nó đấy, từ qua anh vào cũng đi quát mới học cái mà thôi mình kém quá, mình cả lần này xem linh mưu và chơi vui thôi, nhưng mà tiên đỏ bên mù xưa nó là chiến ích thì phải đúng không? Đúng rồi, chiến ích đấy, chiến ích đang mà bốc đấy. Anh là vui nó mà, nhưng mà đợt đấy anh biết chơi nhưng mà mình chẳng nói chuyện mới, nhưng mình biết mà trong bên ấy có đắc nót huy hùng mình cả chiến ích mà anh biết mà. À, thằng Trần nó cũng vào rồi, anh mới vào mốc rồi. Rồi thế thì qua ném bốc em ăn nó ném bốc. Miu nó bảo anh rồi, mới bảo anh em rồi, mình lên vừa thôi để họ khỏe hơn mình tí, họ 10 mình 7, 6 thôi chơi nó mới vui, mình khỏe em quá. Lên vừa mới chết à, hello cũng là em đặt cho nó đấy chứ. À rồi ok, thế có Tiến nó vui lúc nào mà này mình mất cân bằng sinh thái nhờ Tiến đặt cho anh tí nhá. Em đang gom hết đây anh. À. Nhưng mà đợt này em tuyên một giá hơi chát đấy, mình một khó lắm. Ừ, anh cần gì? Anh cứ lên 9 thôi, bao giờ họ lên 13 thì mình lại lên 11. Cần gì đâu. Làm sao để mình họ 13 mình vẫn 9 thì mình sợ thì họ 13 mình 11 là được, đúng không? Anh đang đi săn ngọc đây, kiếm ngọc đây. Ok, thế lúc nào có gì vẫn còn anh em muốn đấy thì nhờ Tiến nhá, đỡ phải đập. Hôm trước thằng Miu của anh đây, anh tự đập được 9 này. Hôm trước đập à, mới mất 100 cặp trả lên được 9. Thế là ông thằng nốt ở Gui Izuza ấy là bảo thôi tốt nhất là ông để sang 11 ông đập 9. Thế là thôi. Anh chưa thấy bắn, nó bắn chưa? Anh nó bắn đây. Bọn mày tự cách nhặt nhá, anh không nhặt đâu. Anh nó vẫn đang bắn đấy, anh chả thấy con quái nào đâu. Hay là giết quen quá. Đông à. Địch không đi sự kiện hay sao, giờ không thấy ai đâu. Bọn mày nhặt được cái gì không? Em nhặt nhiều game lắm nè. Nhặt là nhiều là được. Ui anh mình đang trên đang có đối địch với tụi nào không nhỉ? Nhưng mà cái mẫu này có một đặc điểm là không, anh đợt trước anh chơi cái mẫu xưa được khoảng một tuần đấy, nó không bị lỗi như này đâu. Kể cả các item ấy, bên này nó cứ lỗi như ở tiếng Trung Quốc ấy. À, ra cái trong anh ơi. Nhất là cái lưới hái tử thần ấy, anh thấy nó toàn chữ tàu ấy, không sửa đi nhỉ? Nó mới chuyên nghiệp. Ôi, đứng luôn một ông DK, một ông Tata. Bảo ông trở đi, ta đang làm việc thôi. Chúng qua là ba vui đánh nhau gì nữa, ba vui cái AKS. Đệ ơi, bảo ông trở trở đi học đi. Cậu đang có việc rồi. Tuy nhiên nhặt đàn gọc nhiều trả phí cho ông. Không, ông cứ lại màn 20 nút rồi luôn. Ông hiểu nhá. Hả? Ông hiểu. Tuy nhiên nhặt đàn gọc nhiều trả phí cho ông ép bắn nhá. Ông thu phí. Ai BK bình thân anh chá. Ai biết là đây ăn cứt rồi. Ông ở phí tôi bắn được ông nghề tiên lục. Lục phí mua ông 30%. Ai cũng được thay ông nhặt mẹ ăn đi. Thôi mình nhặt tí ăn đây. Mình nhặt tí ăn đây. Ai để nhanh quát hết nhiều thì ăn hết. Chỗ đó, thôi chỉ chết. Địch không thấy đâu nhỉ, có ra một thằng chết rồi. Có này mỉ, anh thấy có Huy Miu Miu này. Bây giờ địch ở đâu giết mình rồi? Miu Phi ở cuối này luôn thế hả? Giác rồi. Tất cả hai vai đi cái hết rồi. Chịu chết rồi. Kia 2 DK gồng kìa. Chả nhận được viên ngọc nào. Anh hiểu cho 1 DK ra kìa, không 2 DK gồng loạn. Ông nào thoát mẹ mặt đi xích cho mình 1 con DK ra. Thank you.
đầu tiên. Tắt của ai này? Ủa anh là 1m7 á mưa hả? Ồ tiến thôi nó tiến thôi. Mày gích á hả hay là ép vậy? Hai về nha. Ngon lành đấy. Tiến nhà được hai về á. Được là 1B rồi. Khá lúc nào cũng nhà được à? Cô sao? Tôi. Ai nhặt rồi? Lúc nãy tóc dài nhặt rồi. Vì nó cứ thu mấy ông 30% ở phía sau. Em kia bắn kê thế không cài ghét được nổi luôn. Hay rồi. Không cài ghét được. Hay là mình cộng điểm được sao nhỉ? Đúng rồi. Đi học đi mẹ ơi. Win lên bao nhiêu rồi mà bắn được 31k á? Đem lại ngăn đi vào sao lại bắn được đan to vậy? Sao lại bắn được đan to vậy? Sao ép mình sao bắn kiểu yếu yếu được có 10k mà 2000 á? Tầm em thì em có 2 ấy. Của anh đang có 100. Của anh đang có 2300 2600 đâu mà đây có nghìn màu vàng là 2600 này, không biết màu xanh là bao tiền à, bao đam màu vàng là 2300 2600 này. Chờ đánh về học đi. À của anh còn lên cả của màu vàng lên 3300 này, 3400 này. Anh trả để anh vào luôn đây thế này. À đây mắc này này mắc rồi. Không phải á. Đứng đây nó ép chịu cứng rồi. Trước kia tóc cả hai mái. Đây là tóc đồ. Ờ tóc cả hai mái thắng ghê thật đấy. Không nhận được ở đấy luôn. Mà tóc cả hai mái thấy độ nó cũng bình thường hay sao mà sao nó nhặt nhanh thích nhỉ? Tóc dài ơi, đi xuống như thế này chết hết đi. Phải nào cũng đi. Cũng nhận tóc dài mày bắn nhanh rồi đấy. Cứng. Mà đồ bình thường. Tóc dài lại xuống như đây rồi. Cũng có thể do kinh nghiệm người ta chơi. Kinh nghiệm người ta chơi tốt nên người ta hiểu nhanh. Ăn 2-3 bãi thì anh em lấy được học đồ ăn. Ok, em thích được đường ở đây. Thằng S anh nó đồ bình thường sao nó bắn kinh thế. Em không làm được. Đấy thì cái S này sao được nhận tiền áo. Thế mà đồ nó bình thường hôm nay mà đồ còn không mặc của anh thì sao nó bắn chết cả anh. Con nhanh chết. Bắn cái này để mình qua ngắm nó chậm quá. Đúng không? Từ 500 nhanh ở đây nhặt nhiều không tự 5 triệu một lần hay sao mày? Nhanh không mà, tí được 2 tỷ. Còn cứ nhặt viên nào, 1 viên nào. Anh cứ đi sự kiện này bình thường nhặt có lúc nhặt toàn 2 tỷ full rồi chẳng nhặt được hết không, 2 tỷ là đầy hết lòng đồ. Chả quên nhặt. Để ngắm quá. Kia tóc dài, ép ghê quá, không nhận được.
Thằng Tiến Pro có chơi cái MU xưa không? Tri ân đi. Không không không. À này này, ánh sao đêm này. Ánh sao đêm ra đây này. Anh thấy bên ấy có cái thằng thằng Liệu ấy, nó là bắc lắm mà nó toàn đi lồn, mấy ông lớp chẳng hết. Mà ra Liệu à? Ừ. Mà ra Liệu à? Ừ. Mít tật Liệu đây là Animin hay là người người buôn đồ đấy? Chơi dân buôn. Thằng ấy mua đồ ăn lắm, anh chơi mù xưa thấy nó mua đồ ăn lắm, mới cả nó bán đồ, mới cả nhận dịch vụ làm nhiều lắm, không hiểu. Đầu thuê, đập đồ cũng thế như bọn em này. À thế à? Nó cũng nạp xong là buôn, mua BS xong là buôn, xong là đập đồ thứ. Anh ấy tưởng nó là mốt Admin cơ. Không không không. Không phải à? Nó chơi cả mẫu xưa ấy. Chấm VN thứ ấy, bên cái anh Tuấn này. Đi, nếu mà vào cái gu bên ý nó nhiệt tình của mình cũng biết chơi, họ nhiệt tình mình chơi nhưng mà chẳng thấy ai nói chuyện mình mới. Ra đây thấy xem Ninh Miu thì thằng em thấy nghe vẻ nhiệt tình, anh vào chơi đi, tập chơi và cho anh đi với thì mình em ham chơi của mọi người. Này gặp cái tay hiểu già này suốt ngày chơi game này. Bạn thì nói tôi không được rồi. Già suốt ngày chơi. Thì đấy, không. Ờ, ai giết mình rồi, cô bạn xem cũng biết mình rồi ta. Mua bán xe cũ. Đấy, đang ở kia hả? Đang ở chỗ ấy, tìm trên đi. Đang trên mà. Một quả chết. Nghe gần quá chị ạ. Châu Thanh nó đang mua đồ của em. Nó là mua một xét linh nghe của em mà. Thế là nó mua BS em nhiều đấy. Đập xét của nó đi. Châu Thanh nó là đồ gì đấy em? Đó. Nó là đồ gì đấy? Nó là đồ nhân sư. Nhân sư là giống gì của anh nè. Ờ vâng. Nó mua đồ của em mà. À ý là đồ sinh, đồ nhân sư như đồ cấp 4 thôi đúng không? Đồ cấp 3. Cấp 3 thì nó cũng chỉ giống như của cấp 4 của anh thôi đúng không? Nhưng mà anh hiểu là nó đang xem một setting men ngon nữa. Hai. Mày nói cái anh chả hiểu đâu, tóm lại là đồ nó thêm dòng gì không? Nó đồ 4. Nó đồ 4 nhưng mà là cái nó lại mua thêm một set linh men nữa nên cũng khỏe vậy. Linh men nó có cái gì? Linh men báo. Linh men. Ben 12, linh 44. À cái nhấn cái dây chuyền này gì? Vâng. Cái của anh chả nhấn dây chuyền toàn 4 5 năm đấy, 3 dòng đấy. 3 dòng thì của nó 3 dòng hết, full luôn. Thằng ấy là Ken Ken nữa. À, quan trọng là nó tiêu thôi. Của anh còn thiếu mỗi cái dây chuyền nữa sao? Cái dây chuyền của anh đang có 2 mới cả. Cái dây chuyền của anh Trường ơi. Cái dây chuyền của anh có để qua không? Cái thằng nó đâu? Nó đâu à? Mà dây chuyền của anh là đã ấy chưa, đã 12 chưa? Ừ. 12 cơ, chứ 12 thì còn thiếu mà, phải 2 ốp cơ. À. Thế thằng Tiến Pro có cái dây chuyền là ngon xét cho anh với. Em còn một dây chuyền này. Em còn một dây chuyền 12 phép. Dạ. Vâng, hết không dùng được, em đang xài, đang bất tạm đây. Hôm qua Trần nó kiểu như là nó. Bây giờ Trường mà thấy có cái dây chuyền nào mà hợp con ép mà ngon ngon bảo ấy cho anh nhá, cho anh ấy nhá. Bởi vì anh thấy dây chuyền của anh có mỗi da sang sát thương với cả máu thôi, anh thấy như phải thêm hoàn hảo với cả tốc độ hay là cái gì đấy. Bắn nó tít đi giết người cho sướng. Ở đây để không kẽ lại được. Cho to nhà, cho to nhà được.
Anh có những cái cô anh có đấy đâu. Sợ nhờ họ sao bảo bắn ghê thật, không nhận được cái gì luôn. Số lượng cái gì? Thật, cái động qua kiểu gì ta bắn ghê thật. Anh vẫn 30 mấy nghìn đam này này. Ơ sao của em sao bắn được có ngàn mấy? Của anh toàn 33 nghìn đam này, từ 26 đến 33 nghìn đam này. 33 nghìn, anh thấy 33 nghìn này. Hay mình đeo cái thép này là chuyển thép này nó cực to lắm sao? Giác hình như là hai mình chắc. Đứng kêu nheo à? Dạ. Ơ sao cái cánh của anh nó không được cộng đam nhỉ? Hay của anh cánh là cộng máu nhỉ? Nó không có, hay là do ngẫu nhiên à? Không, ý là cái dòng của anh ấy, hay là do ngẫu nhiên lúc mình ép ra. Ừ. Không, ý anh là cái dòng mà lúc này do mình ép nó ra ngẫu nhiên, hay là con ép nó chỉ thế thôi. Hết sự kiện rồi như này. Vô đi xa anh em ơi. Mấy đứa xa. Mấy đứa xa bậc nào rồi? Cho 10 chung con 3 em ơi. Ô anh là mũi viên cao này, ấn cách là à, vừa đấy ấn cách mũi viên cao này. À đâu? Chờ tôi like lên tôi cho bạn thấy này, chờ gì anh em mình chia sau. Bạn mở cái đi cốt lên. Đây. Đấy. Hai viên. Ngủ mà. Ôi làng. Chết tặc ạ. Anh vẫn đào thu đó mà. Ít quá nhỉ. Cái thằng đi đi cái còn nhiều hơn ấy. Bên này nó đông quá. Em phải lóc hai bạc đây. Ai còn cái Win F không, đổi cho cái Win Duck quay lấy Win F cái. Ok anh vẫn đây cam hả? Ơ thằng hiểu đấy Win F làm gì? Cho con F đi không? Đấy, lúc nào thừa cái nhép anh em cho anh cái nhép cho con Artemis để anh cho đi cùng, sau này thừa đầu anh này nâng cấp con này để chuyển con này sang. Mai tôi mới bố một tao xoay không bùa không biết gì 20% này lên. Sau này mà đồ nâng cấp anh lại cho con này sang Artemis rồi đi sự kiện. Bìa xăng CG10 à? Xe ngựa đây. Ông nào có thiện chí không? Tôi để lại cái Win cho 150 ấy đây, 150 người coi đây. Tôi lấy bùa tôi đi mua vô vé BC. Cái gì em? Con nào cây em nhờ? Anh còn mua vé mà anh có nhặt đâu. Này chuyện. À thế à, mua vé 10 phát luôn à? Chuyện thằng cô gớt thanh chỉ với nành máu ha. Men. Anh chị với anh máu hả, không có gớt ra để mình nhặt mình ép ché hả? Con 1m70 full chưa trường ơi. Trong cái bóc anh, của nick anh có mấy cái bóc anh dám ra được cái này này. Anh đấy không này?
cái giày hỏa long này. Có thành chip. Ờ, có mấy cái bóc 1, 2, 3 anh còn đem ra được cái mô cảnh cái toàn đồ, đồ đẻo. Không có X lần. Ừ. Mà có khi mày treo bán cái thằng ok man hay mua bóc. Anh xem thì chẳng xem live stream của nó ấy. Cho vui nó mà ngủ ấy, thấy thằng ấy hay đi mua bóc. Thằng ấy có cái giọng rất buồn cười ngồi nghe nó. Đâu kiểu như là ngủ vợ đi ngủ đi thì nằm trên giường xem là xem thằng ok man thì thằng ấy bắn nó thì xem thằng ấy thấy suốt là đi mua bóc mà giọng nó không biết là người miền Trung hay sao. Ờ thế cứ cười thế mà xem đứa hài. Tại kiếm một thằng thằng tên nhân vật cốt là Việt Nam nó 1, Việt Nam nó 2 hả? Bác tin là con Fbook mà Fbook à? Mày à, quá rồi. Bác Châu nó Châu phết nhỉ? Cái thằng trường cũng là nai, cũng là nai chim à? À là chim mơ à? À tức là đơn vị sản xuất game người ta thuê mình nai chim đúng không? Tức là họ thuê mình nai chim đúng không? Mỗi kênh được bao tiền một ngày? Mỗi ngày 6 triệu à? Một tháng. Thế là mỗi ngày 600 nghìn, thế là lương cao chứ. Tháng 80 kênh đúng không? 80 kênh thôi cứ hỏi luôn anh hỏi tổng khoảng một tháng trung bình thấp nhất là khoảng bao tiền mà cao nhất là khoảng bao tiền một tháng cho dễ hỏi kênh khó lắm à một tháng á anh ấy thường xin đây là à được 6 triệu gì. À. Ôi xài thế nhỉ. Thế vào 10 có những cái club nào rồi nhỉ? DK có đó rồi. DK đang dùng không rồi. Có sao pick team này con búp nó không phải búp ở đây. Nào là giao dịch gửi đi ở nào? Và giao dịch chuyện luôn giao kiểu mày vẫn nhất ở trên cửa sổ vậy. Ờ nhưng mà con DK bất bại vào đi để gồng máu. Con nào cây nhỉ? Con ép úp ấy. Ờ hình như anh ơi hình như mới lọc như hình như là có một viên ngọc rồng nhỉ? Viên đấy lên lên được rồi đấy anh, hình như lên được rồi sao đây? Chưa lên được ạ? À? Em thấy mở người ta cái đến là phải lên được rồi chứ. Đấy tỷ lệ 50%. Thế nên vũ khí rồng thế lúc mình ép nó xong là xịt nó có mất đồ hay là vẫn còn đồ? Còn đồ thì sao nhau, mất ngọc, ngọc khác. À, mất nguyên liệu à? Ông mới mất ngọc coi, mất ngọc giác thôi. Ý là bạn em không? Nó nhỏ thôi.
Nhờ thìn mà có lấy ngọc giáp không, tôi gom cho 300 một lần. Mà đánh ở tôi mà 20 ngọc giác à, một loại à, hay là 30? 30 là 20 ạ, biến là 3 cộng 300 web coin nữa. Thế để tôi gom ngọc giác cho thìn nhá. Ngọc giác gì? Ngọc giác để lên vũ khí rồng, ngọc giác gì? Đấy cho tôi. Tôi cũng biết tỷ lệ khoai lắm. Ừ. Nên đấy cũng phải bất nhiều đấy. Có tiến siêu nhân là gì? Anh em cứ chuẩn đồ cho thiếu thôi, nhờ tiến siêu nhân đặt dịch vụ tiến siêu nhân nhỉ? Thì không? Em một lần này cháy VS rồi. Hôm qua úp gòn còn lại ăn được cặp. Đã, đặt đi gòn. Anh nên full chất chín này cũng mất khoảng tầm cũng phải 150 viên đấy. 150 viên ạ? Hoặc gần 200 viên đấy. Đấy là anh mới bị tỷ lệ. Đợt em nhắn tin cho AD nó lên tỷ lệ lên 45% đấy anh ạ. Còn không phần trước anh đập một set tổng chín của anh phải tuần mấy trăm cặp. Hôm trước anh đâu, hôm vừa rồi thằng Miu bảo anh là anh thì nên ép đi thì được, tối nay được đấy thì nên dễ. Hôm trước anh mất 100 viên không xịt hết chả được cái gì cả. Vâng, em cái đầu. À, căn bản của anh là cái lỏ mấy cái cánh của anh có sẵn chín hết rồi. Anh chỉ mấy cái chân tay thôi. Nó mất một hơn 100 viên mà còn lên được mỗi cái tay. Trong hôm Miu nó bảo là Miu bảo anh ơi tối nay nên đi đắp lên đấy. Thế là có mua thêm nữa và vẫn có 80 viên hay 6 hay gần 80 viên là lên được hết chín đấy. Suốt anh giờ có dễ rồi. Giờ dễ rồi anh ạ. Bây giờ nó bảo lên thêm 1 thì là tổng chín thì nó dễ hơn. Suốt anh trước còn này. Anh đặt 5 tun công lên cho em kìa. Thì hôm nay tôi đập mẹ bao nhiêu trăm viên có một cây chân ngũ mà hết cả mà thằng nào bảo tôi trả nữa. Thế thằng lót là Ui Ikuza bảo thôi ông đừng đập nữa để chờ nó lên 11 thì dễ hơn. Thì bảo, dễ hơn đúng rồi. Thế là hôm nay ra chợ mua nhanh ấn thế này đập cái lại thế nên ngon dễ thế. Chợ bán mắc quá, bán 45k, 50k em. Thì cứ thiếu ấn nhanh luôn. Mua hết mà, gom hết cả chợ luôn, chợ anh thấy chợ có ai bán bê mấy không? Có, nó bán 45-40 đây. Thì em không mua ấy, còn là mua còn như 40 can, thứ này em mua sạch. Em còn mua cả ATM nữa mà. Đúng rồi. Em gom phải nhiều lắm. Đó em hai gốc kia cũng là mấy trăm cặp rồi. Đó. Thế thằng Kiến này anh hỏi thật, bây giờ mày mua nhiều thế nhá, game nó sập thì làm nào? Dạ. Game nó sập thì mất à? Game sập thì mất anh ạ. Đồ em mua cả đồ luôn vào. Có nghĩa là anh thấy không, ở đây chỉ có một mình em là thu mua thôi, kể là web coin. Nhưng mà em bị bọn nó báo admin ấy. Không thế. Admin nhắc nhở em, xong rồi em bảo luôn AD là nếu mà em bây giờ không thu mua ấy, server này chả ai mua cả. Có ai mua đâu. Thì sao? Ý anh đang hỏi là bây giờ là mày mua thu mua nhiều quá đúng không? Thì ví dụ một ngày là vào nhập league nó báo là đi collect hoặc là không tồn tại kiểu game này sập ấy thì có như mất trắng đúng không? Vâng thì mất luôn anh ạ, tại vì muốn bán thì mình phải chấp nhận rủi ro thôi, tại vì mình mua thì mình phải mua giá cao. Anh hiểu, bởi vì là mấu lậu thì anh thấy một số ngày xưa không chơi nhiều nhưng mà một số bè bảo là mấu lậu thì tồn tại một thời gian, nhưng mà không biết có cái server nào tồn tại lâu mình cả nó ấy bền vững mà khó lắm. Bây giờ nó gần như người ta làm dịch vụ rồi cứ làm anh 3 tháng sao thế tồn tại lâu hết. Nhưng mà em chơi con MU Hà Nội xưa kìa, như thế là webcoin này chỉ bán 1.5.6 nhưng mà em mua là như là người ta mà chơi sóc đĩa người ta thắng người ta bán 1.8 ấy thì không bao giờ lỗ. Rồi ở bên Hà Nội xưa webcoin không có bảo lãnh bây giờ quét mình cho một cái gì đấy. Hôm anh chơi MU xưa được khoảng một tuần mà chả quen ai mà chả nói chuyện mình không, nó chả nói mình cả là mình chả được đi chơi vui này, nhiều khi mình cá ấy thì người ta chả cho đi. Tôi ở bên chỗ AD Tuấn chứ, thế nào ông nào? Anh không biết, anh mới chơi một tí, một tuần và vui dâu ăn này. MU Hà Lục xưa là một năm đã một server rồi anh ạ, mà đông người chơi nó. Anh vừa chơi cái Tri Ân này. À Tri Ân phải, Tri Ân phải anh. Tri Ân là Hà Lục xưa chấm TV rồi. Ông mà FVK, tôi nói thì FVK ông chỉ sang bên kia kìa, sang bên trên cao kìa.
mười mấy năm nay rồi vẫn tồn tại theo đó kìa. Đánh nhau cả ngày nhưng mà tiền rát lắm. Một viên xúc kết năm mẹ trước kia là 4.5 triệu, bây giờ 1.5 triệu rồi. Anh bảo ở bên đấy người ta lạc làm cả 1 tỷ. Ví dụ như ở bên đây lạc mấy chục. Đúng rồi, bên đó lạc cao lắm. Làm 1 tỷ anh ạ. Mà chơi thì làm gì, làm 1 tỷ thế thì đi làm việc đủ tiền làm ông, khác chơi thì giả. Một chất đồ xúc kết năm, cả năm thì ông làm tầm mất 1 triệu thôi. Kiểu đam mê thì vẫn bỏ tiền ra để ấy thôi. Nhưng không ăn là trần mà nó cũng... Ê, nhưng mà thằng kia... Cũng xét đi thì nó rẻ hơn, nó bảo thích nạp vào. Nói thế em là 1 tỷ, như thằng Trường là 1 tháng 6 triệu thì ăn vào rồi thì bao giờ mày mới được 1 tỷ? Đúng không? Thôi anh em mình chơi dạng vừa vừa thôi. Không, trong máu, cái tội. Thằng em cũng chỉ nạp đấy thôi. Anh chỉ nạp khoảng mấy chục thôi. Nạp nhiều thôi. Party anh em ơi. Đấy. Giá mà hôm em nhắn tin ra đây bảo vào mốc 40 ấy. Xong mà bảo là xe bờ bây giờ thật bán rồi không ai mua rồi thì mình nạp làm gì. Thật. Giá nếu mà bán được ấy thì em kiểu là mấy trăm được. Bán được. Cập nhanh chặt chẳng ai chơi là sập thật. Thế thì anh bảo nhiều khi mà hệ sinh thái là phải cân bằng. Thứ hai là đừng có ăn hết người ta, để người ta khỏe hơn mình đi. Mình có động lực mà theo. Rồi cái mình cái xe thật xấu nha. Cái tiền con Mew nó thu 5 lần cũng là 9. Đi sự kiện lớn ATM không ăn được một sự kiện nào. Nó vẫn chỉ. Thế về sau này lên 380 nó không có lực nữa. Một thằng vẫn bao cái vui mà. Nó không có lực đu nữa, bắt đầu nó mới ọp ấy. Xe con Mew đấy thu tiền anh ấy. Ủa thiệt Maya biết này. Bọn đó ạ. Anh nào ép mất cho em xin cái nỏ đi, em hết mất nỏ. Như đó bảo cho bà mới bọn mấy thằng chơi đấy. Chơi lại, chơi tiếp đấy. Anh nào bắt chen xin cái nỏ nhỉ, cái tên nỏ ấy. Đây rồi. Ok, thân yêu an. Xong á. Tiếp là sinh năm bao nhiêu, 9 mấy? Em 92 anh ạ. 92, xem anh mấy tuổi. Và trong đây em, em chơi game, em mới qua đây. Có đâu. Tiến là chủ quán S à? Không không anh ạ. Nghề chính của em làm gì? Nghề chính của em ở đây đây. À nghề chính là nghề này à? Gọi là tiểu thương đấy đúng không? Tiểu thương game. Buôn bán hôm qua kiểu như là mấy ông kia cũng bảo AD là kiểu như là em là người của AD ấy. Bảo người AD đâu. Tỏ là tiểu thương này phải chơi rất nhiều mới làm được tiểu thương. Tiểu thương không đơn giản đâu, dám chơi dám chịu đấy. Vâng. Ý là tao để tao bán dòng nào 2B tao lấy cửa coi tao mua cái nhẫn mà nhẫn phù thủy mà. Treo ở dưới Annan anh ạ. Tí nữa, xong đó, anh mua cái nhẫn phù thủy. Một tuần là bao nhiêu cái coi nhỉ? Cái nhắn đấy. 30 cái tiếng kiểu 2B. Cái nhắn 1 tỷ. Nhắn 1 tỷ. Nhắn 1 tỷ cũng bán được à? Không, bán B đấy giờ cái coi mua nhắn ông ơi. Ý là cái nhắn 1 tỷ mình mua bán được à? Không bán được. Mẹ cái nhấn nhặt đều không được BK trong một trận này là hết luôn. Không có đâu gọi mút đau lắm, không có đâu gọi mút lên đi. Tiếp liên tội. Kiểu giá ơi. Ôi. Tôi cho người nhấn, cái này có giao dịch không? Tôi cho người nhấn mượn mấy ngày này, vẫn còn, có Artemis vẫn còn này. Áp nó đi, không giao dịch được. Đấy. Áp nó đi. Có giao dịch được không? Không. Thế sao bảo là mua? Mua chú sốc chứ ông. À, tưởng giao dịch từ 3 tiếng tôi tận 26 cho ông dùng mà bắn này. Không có đọc ngoài bút là nó bả chết ngay. Đấy. Ông bất định. Hả? 23 ca máu mà.
bắn Medusa được có 14k vậy. Bao giờ nó chết ta? Dư anh đang 23 cá máu mà. Của anh được 23.000 này. Anh tăng mắc đa mà. Anh được 23.000 này. Anh là 21 hay 23? Thường là 21 là nhiều. Bắt đầu nó rò mà cứ làm chịu tâm nổi nó vã cái chết. Cũng mang gích đam 3 mấy ca luôn kìa. Tôi đam, tôi chưa có nhận một tí mà tôi đang đam 35k này. Rồi, mà gờ to thế cả. Tăng 4 ca máu đó, gần 4 ca máu, 3 ca 8 máu này. 3 ca 8 luôn vịt đấy. MG thì nó sẽ con gì? Đây tôi chưa có nhận một tí nha. Đồ nó PK MG sẽ con gì? MG Glass nào cũng sợ, PK nhưng mà Glass nào nó cũng sợ cả. Đam to đâu, đúng tù. Chỉ đam to thôi đúng không? Ừ. Nó chỉ có đam quái với lại đi thân học thôi. Học thôi chứ nó không đánh nhau được đâu. Nhưng lại chẳng cổng. Chẳng cổng ngon mà. Đánh nhau với có tiêm bia. Mọi người chẳng cổng mà. Đang chưa có trình bèn gì mà đang chưa có nhấn mà chém bà tám cả gần bà tám cả chín trăm bà tám một thằng hiểu là chuyên săn bốt là được chứ cánh cổng ba một về map rồi một về map đi ok tất cả đều phải đổi hết à đổi thì mình cho trường nó ăn hết đổi nhân vật à đổi nhân vật để làm gì đấy con hồng kim kìa con hồng kim kìa à là chết rồi à à đổi để cho em ăn à hay nhau để ta ăn à sao con này chết nhanh như này tối qua bắn bao lâu mới chết sao lại chết nhanh thế à đông người à hay tối qua mình PK nên ra không thời gian đúng không trong giờ hai mái là ai tôi xin cái tay đi ô này ra cái gì đấy ra nhiều bộ phép kìa à ra găng hoàng phượng hoàng đây à ra nhiều mà còn tôi có rồi để ông nào ông lấy cho tôi xin cái tay DK thôi à ra cả quần hồng kim kìa còn kim nữa cho ông nào còn kim qua thằng hiểu có rồi đấy tôi cho cái hoàng kim những cái này nữa tôi có rồi tôi nói ông Milovea kìa trong giờ hai nói kìa hoàng kim kìa hôm qua tôi ném cái bóc mấy có cái hoàng kim cho thằng hiểu ứng mặt cái tao rồi không đủ bằng rồi ôi ôi Milovea thì đưa cho cái quần hoàng kim cho ông kia tôi không lấy đâu tôi xin cái tay đâu Thì cái tay em đổi hết nhân vật đi. Còn sự kiện gì không nhỉ? Hả? Chơi vào một à? Đúng xem lên. Tín ơi! Tín ơi!
Anh nào chơi DK không? Có anh nào chơi DK không? Anh chơi này. Anh đang chơi DK. Anh nào chơi DK xuống đây em cho mấy tinh 4 HV 500 này. Ừ. Xem vào mấy đây? Xem vào 1 A5. Boss thì nó thì lại ném ra thấp lắm. Anh nào lại bắn bê bằng web coi nhảy xuống hơn ăn ăn đây đây đấy, cho 2 viên mua anh mua cái nhẫn. Con DK này em này. Thế à, bất bại đúng không anh? Ờ DK đây, bất bại đây. Chẳng ừ. Đấy lấy AK kia bê. Ê con F này sau này mình mà kiểu cộng hưởng cái cộng tốc độ nó có hơn không? Hay là cộng cái gì? Ý là sau này cộng hưởng ấy, cộng cái 7/7 tốc độ có hơn cái khác không? Độ bắn nhanh hơn không? Tao máu kìa. Tao cứ bóp hồn lên, tao máu. À 27 hoặc 20 à? Sao không cho 12? Thằng bên nó vào móc được chưa? Tao ném móc. Ừ. Anh nào lại bắn về đâu nhỉ? Đây đây, đợi tí, để em chiêu. Anh đang nhạc, kia trong phép này. Vitamin. Dạ. Không, em mới có một set mà chưa được. Mấy có mấy ông đặt mà không chưa có. Bảo nhắm bốc ấy mà toàn bốc toàn rác không. Bốc 5 vô, bốc 5 về ném. Nó ra đồ cấp 3, cấp 4 à. Bốc 5 toàn ta gem không. Mua tốn gấp coi. Cái bốc 5 ấy mà nó ra đồ khoảng cấp 4 hay là cấp 5, 6 gì thì còn mua được. Bốc 5 ngay bốc 5 mình nó mới ra được cái đồ cấp 4. Đây à, anh nào đang treo ở dưới đây đúng không? Treo bê ở dưới đây đúng không? Không. Vậy ai treo nhỉ? Từ từ anh treo đấy, anh treo đó. Con đê lò này em ơi, con đê lò này, con đê lò nó đi này. Trung nhiều đây đúng không? Ừ. Để anh lấy con MG cho anh cho mình máu em chuyển con lạc đấy nha. Ờ thằng Miu đang online mà nó không vào nó chưa nè. Đãi lấy con MG coi anh mua cho nó. Cái nó đi chợ rồi. Còn B còn S ngoài, còn S không? S thì còn. S anh treo đi. Ok em. S lên em để em giá 5 nhá. Được không? 3 đi xô nữa à, anh cứ treo lên. Có mua một giác không đây? Không, một giác. Em mua ngọc giác về làm gì? Nâng cấp vũ khí rồng. Không. Em đã có ngọc nâng cấp đâu. Em đang tính ở mức 40 mà thấy là không ổn. Anh chiêu có 10, anh có 10 bên sau rồi. Anh chiêu cả lúc nãy là 70 nữa là 120 nha. Dạ. Anh chiêu cả 70 lúc nãy là 120 nha. Rồi là 10 bên sau. Là 50, lúc nãy 70 2 bên B được không? Em mua rồi đây. Thì giờ... đúng rồi Ngọc. Mà ngu... Ê! Mà trông ngu quá. Lúc nãy em tính để dồn cho con này. Đấy mà đưa là con mới mất công trêu lại à? Con nào cũng được mà. Anh mất công anh mua lại. Tính chuyển cho con này để anh lấy tiền anh mua nhẫn này. Con MG này. MG gì anh đúng không anh? Ừ đúng rồi. Rồi đấy mua nhẫn không hết nhẫn. Sao thằng Tiến mà mua Black thằng này bán này, đồ VIP mech này nó có bán 40 này, VIP quay này không mua đi.
Anh bảo bây giờ BS nó xuống rồi, mua 40 bây giờ là cái cả ép vào nó là 4 mấy. Mà BS bây giờ nếu mà mình mua bằng ATM có 10k mà bán 10k ATM một cặp. 10 đến 11k mua bằng ATM ATM hơn. Rồi coi đấy là mua ATM hơn chứ mình mua web coin nguyên thì chết. Rồi coi cần lắm á, rồi coi đấy phải sau cần lắm. Hello mọi người. Ờ ngủ đi luôn. Dạ, no đấy à mình. Mua được cái áo chưa Miu? Em chưa, anh có không? Anh không, anh có đâu. Anh sao không bảo thằng Tiến là nó có mà ấy? Em có được. Tiến Pro là ông Tiến Pro đây à? Em Tiến đấy. Tiến Pro. Đấy, Pro đấy. Đang đặt lịch rồi đấy. Đặt lịch cho em nó nhưng chưa có đấy. Tiến Pro, sao lại Tiến Pro? Tiến tuyệt rồi. Tự nhiên vào lại có bé Đạt và bé Tiến. Anh nào còn thế nào? Tôi rồi. Anh nào còn 4S đâu? Alo alo. Ồ mà ác cứu rồi. Trong vui mình có đấy, trong vui mấy ông cày cái có đấy. Cày cái gì? Ngọc, có mấy ông cần ngọc, ngọc ngọc. À Miu này, Miu còn này. Có Miu hâm này còn này chứ không ai còn đâu. Hiểu già đây ngọc. Đây này, Hiểu già mở màn hình cho tài sản này, cho anh em xem này. Hiểu già thì mẹ là dân cày rồi. Dân cày rồi. Ủ kinh nhất, rất là ủ luôn. Thật, quá sợ. Đây, Hiểu già mở cho xem. Cái cụ mẹ hết rồi là cái làm gì? Ông Tiểu Gia. Đấy, nó lại trả hồi máu cho. À, nó lại trả hồi máu cho. Ơi. À, không mua đầu vẫn chưa ạ? Lên 10 á. Đấy. Ai Hiểu Gia, Hiểu Gia mới lại kinh doanh xem không anh. Lên 10 nó xịt cho nó về cộng không à? Anh em xem đi. Đấy, Hiểu Gia nó lại kinh đấy. Kệ nó, chưa cần lên. Làm gì Quốc Ngọc? Đó, Tuấn Te lên đầu đi. Tuấn Te nó là lãnh đạo trận chiến là phải lên 10. Mình thành viên chỉ cần lên 9 thôi. Tí cho nên là có hội luôn. Đâu rồi chủ mút đâu nhảy nhảy. Cho em cái link về em vào cái link. Vào cho em cái link này vào với. Ờ, Tiến và đồ nào, cái ông buôn buôn này á. Nào buôn buôn. Đúng rồi. Tiến và đồ này. Đâu là ai cầm Tiến chứ? Tiến và đồ, ông ấy ngồi, ông ấy nạp tiền, ông toàn buôn thì ông có ấy đâu. Tiền đâu. Đâu nhờ anh nào và chủ vui nhỉ? Cho em cái nick này vào với. Ông Trường vào đi Trường. Đang bận. Theo uống bia uống rượu gì lại bận. Ai là tí. Cái tí bác ơi. Tôi có viên ngọc rồng à. Ngọc cay được á. Nhưng mà AD mở cái lượt quay 80k thì hơi mát. Đáp. Mà nó ra toàn cái gì không ấy. Rất ngon mà hôm qua quay không bị lỗ đâu, hôm qua quay được cũng nhiều phết đấy. Không lỗ, kiểu lỗ nhiều lắm. Toàn phép. Không, em thì lại không lỗ. Với anh quay là nói, là nhạc ai chứ. Đấy tùy người thôi, còn nếu mà mình quay nhiều là mình lỗ. Tít ơi. Tít. Tít ơi. Alo. Đâu, anh đâu. Nghe không nhờ. Đây. Tiến Pro 99 nè, thì ông buôn buôn này đúng không? Đây đúng rồi, buôn. Cháu đi biết luôn. Tao tiền này để buôn này à? À chơi mà, chơi cả game mà, vừa đi săn được mấy viên ngọc. Mà cái tiền buôn như thế thì người ta buôn người ta được vào từ đầu game. Miu ơi, Miu, cho anh nghe con Artemis vào cái vui nhá, thì thoảng đi ấy, một đồng cái giết anh. Anh mặt à? Cái nào à? Quá! Thế nào đầu game là sao? Đại đầu game mà. À. Ở đâu anh cái này anh cái sai đạt đạt là ông nào nhỉ? Đạt là ông nào mới vào nhỉ?
gì cá vi cá giang hồ giang hồ giang hồ vi cá vô giang hồ vi cá vừa mới chơi game à. Tín có thừa thừa chân tay có thừa quần áo mũ đồng thanh lắc năm không có thừa món nào món lại cho anh. Điều thiếu gì con nói sau con này nó mua mua có anh nào đặt xác xác tinh gì không anh nào đặt xác chân tinh hay gì không ngọc rồng các kiểu không không tiền mẹ đâu có nhớ đâu cô đây ở lâu rồi lâu mày ra ngoài mày vào đập phòng ấy đi anh làm việc tí xong. Bên bên này chỉ có thuần thuần ấy thôi, bên này chỉ có thuần 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 cày thôi chứ nhìn không có ai tốt đâu. Tao em định định vào mốc luôn mốc 40. Đi admin đầu game nó hỗ trợ con lại vào mốc của nó thu mua nó coi lại coi 1x3 nó giống y hệt như thì mẹ mày dân cày luôn. Vậy bây giờ coi đều dám tiêu, vẫn nồn thật. Vẫn phải bỏ tiền ra vào mốc thảm thật chứ còn bất cứ đi bất bại đứng đây chỉ được chị em cho cái chì 2% không nắp đúng không bị ấy bị mèo hiểu già tự nhiên hiểu lại có biệt danh là hiểu già buồn cười ghê anh ơi anh thấy nó già lắm giọng nó cũng già ông hiểu ông ấy năm nay 88 thì ông chả già đấy. Nhưng mà hiểu ở đây thì chắc có anh Thìn với anh hiểu là già nhất nhưng làm gì có ai anh còn nói hiểu già tức nó bảo con nó là lớn rồi. Ờ con lớn tướng ấy, hai đứa con lớn tướng ấy, bây giờ về đi học phải đón được chứ đâu. Anh đứa đầu sắp 5 tuổi, đứa thứ hai được 1 tuổi. 6 tháng tuổi à? Đâu, một đứa là gần 5 tuổi, một đứa được 10 tháng rồi, nên là đêm nhưng anh không muốn nói chuyện đấy. Anh vẫn nghe mọi người nói chuyện mà nhưng không nói chuyện được. Đấy, anh đang hỏi rằng thằng Trường là cái cánh của tiên nữ nó toàn ra HP không cho không tăng sát thương nhỉ cho nó bắn nó tít. Ông anh ơi, cái đấy mặc định nó là tự hồi phục HP mà chứ không, nó có sát thương đâu. Chỉ có đắp ngoài với là 28 thôi, 28 ốp. Chỉ có 28 ốp tăng tốc đánh thì là của ấy thôi, của ai thôi. Không không ra bạn ơi, mặc định không ra luôn. F chỉ có phục hồi HP. Phục hồi HP cơ win 1 thì làm gì có win 1 của F làm gì có ấy. Tôi cả với bạn luôn. Từ khi là admin config lại chứ còn không. Bạn ơi, vấn đề bạn đập mấy cái win phép thuật thì nó vẫn tăng phép thuật. Thì cái win có vẻ cái win của bọn mấy cái bọn như ở đây qua đây cái thứ linh tinh nó chả là ấy gì nữa. Hiểu đấy Blast ừ. Abin của Darkwing ấy nó chả tăng cái gì 4% à 4 cộng 4 điểm phép thuật thì cái mẹ gì ấy. À cho một viên. Chả có cái mẹ gì. Lại đập gì mà lấy một viên. Bán cái nỏ này đi. Tôi cần bán cái nỏ này. Ê. Có cho đi áo mà lấy không như anh vi cá. Tao tăng cho nó hai phát. Gì thằng anh thằng em đi trần. Mới vào mất 40 đấy. Nó mới vào mốc á? Mãi còn những kia nó bảo là để anh chờ anh ăn sáng xong rồi anh ấy mà lúc mới đêm qua chứ.
hôm qua là nó bảo là à, không là sáng nay là sáng nay tại vì nó là đêm nên là nó ăn đêm mặc kim này. Xong mà nó hỏi mình là mua xe đấy cho nó 5 mét được không, bảo thôi ném bốc đi, vào bốc của ném luôn đủ một xe thôi, mua được một cái quần. Ném bốc thì toàn hên xui, có chắc gì con được con của mình chỉ đem bán. Hôm qua nó toàn trò ấy, mấy cái đồ óc cùi cùi, nhưng mà toàn đồ vũ khí cấp 7 nó toàn trò ấy. Cho mà mấy cái đồ đấy giờ chỉ cho thôi chứ đây cho một đống. Cho gậy thiên sứ 7 sờ bít ông có, ông cho tôi để tôi lấy đấy. Đi phải vào nước ngoài. Chứ bây giờ vào một 47 luôn. Và một 40 giờ không có chỗ để luôn. 5 con nhân vật tạo 2 ạ để chứa đồ. Thì nó ấy tao thiếu hết đồ. Không chứa được hết đồ luôn. Chiu để im đập. Đập xong rồi còn thiếu cái ấy mà nó đập nốt cho nên cũng ớ. Tự nhiên là của mình tự nhiên thay đổi nhân vật vậy. Ấn nhầm à? Nào. Hình như anh nuôi cần một người sáng đôi tay thì có mẹ sáng ấy đập xịt còn mẹ cái áo cũng không này này tao đập này để lên cục 4 xong rồi tao giả vờ anh Henry ơi cho em xin 2B anh ơi đập hộ em cái áo. Anh Henry ơi nó hết BS rồi, nó mất 400 cặp sao ấy. BC bảo à debut à đâu CC của nó là gần 500 cặp không bạn, nhưng là nó cũng mà nó cho chúng ta nó đốt cũng nhiều hết rồi, đốt hết rồi gần 500 cặp. À, nó hôm qua đốt nó đập vũ khí 11 nhưng mà đéo lên sao ấy. Về cộng 10 hết rồi. Ai lại gà lại nó thằng lên bốc 40 nhưng mà đập xịt hết, nó ngồi nó kể mà đâu à, hôm qua tôi đập mấy trăm cặp mà không lên được nổi cái vũ khí 11 này. Nó bây giờ nó lên bốc 40 thì nó được được 460 cặp. Ấy hôm qua nó được nó ấy đây nó bốc nạp ấy lại nó mua ở ngoài nữa, nó là thì đập mấy trăm cặp không lên được 11 hãm lồn. Ơ pin nó lên kìa, ai nổi má vừa mới nói xong. Thằng pin nó vào mốc rồi đấy. Nó vào mốc rồi. Nó vào mốc rồi. Tham thôi, cái 11 nó không sợ. Quan trọng là bây giờ khiếp nhất là 11 cái vũ khí ấy. Còn cái wing của nó chỉ tại wing của mình là ví dụ wing của mình đập lên 10 nó là 32 rồi, còn wing của nó 34 thôi, chứ nó không quan trọng. Anh em nhá. Đừng có đập wing, đập quý thì đập wing để vào sau lên ra wing 2 rồi, không đập wing đâu, chỉ để cũng chí thôi. Wing 1 nó không tăng nhiều. Anh em đi debut đi anh em ơi. Nó cũng debut đi. Wing 1 nó chỉ tăng một tí à. Vô vô vô. Ủa vô rồi hả? Miu. Nói đi anh ơi. Anh chờ anh chưa cần, hiện tại em giữ cái Windows quay lại một cái mới xoay ra tháng mai một cái này. Cái gì? Cầm cho tem ai cần mang đi không kiếm người ta mặc. Anh nói cái gì em không nghe được cái gì luôn. Tháng mai anh cực kỳ cẩn thận. Anh đang có hai cái Windows quay. Ừ, thì bây giờ anh cứ cầm này anh dùng. Anh dùng cho ai cho ép đều Windows quay à? Em cái đấy em không cần biết đâu, anh đập la thì của anh dùng thôi chứ có vấn đề quan gì đâu. Lại không, có cần anh cứ cầm đấy. Kệ tôi nói vô. Có địch kìa. Có địch nhưng mà không có bút thì làm gì được. Có DK nhá, DK, anh lúc DK thằng xe vào 2 á, lúc không ở trung thanh nhá. Bút ở đây ngay. Bút đâu vậy, bút đâu.
Rồi vô. Đúng không, đúng không? Con nào, bạn nào ơi, con nào cầm cây nhỉ? Con nào, con này này, ấy này là cầm cây là con nào? 137 đúng không? Này, đúng rồi. Con bút đây rồi. Con bút tí rồi, bạn ơi. Áo ra thì anh em này phun phun rồi áo ra đấy. Tôi lo cho bút. Em năm đua một người. Ra đi rồi anh Ngọc ơi. Con nào bắt đi đấy. Có đấy. Hả? Còn phun nữa kìa, vào nhanh đây. Có địch chưa? Nó tẩm cái xếp hàng pin này thì chắc là bá đạo luôn rồi. Nó cảm mà giảm sát thương hết rồi. Thì coi nó để làm gì, nó chả mang vòng quay mắn, nó quay chết mẹ luôn. Địt cục, địt cục, địt cục, địt cục, bố mày ăn chết. Nó địt mẹ con bướm game chưa chết à? Hãy nồn 30 giây kìa. Full boop. Full boop rồi kìa, con M1M7 không phải không thể đấy à. Thôi à đây. Mr. Bean nó dướng hết rồi. Thôi chết mẹ rồi. Pin chết rồi kìa, vào đi, vào lại đi. Địt con mẹ, hồi chung nhau hết. Địt con mẹ hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Giờ mấy đứa bây giờ nó, giờ mà ai sao ai ấy nó. Cửa cổ chết hết. Thật. Em đâm đuôi cùng một người sợ đôi tay hình như em trông về một mình bèo 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 bè bè là bèo bèo à tối nay tổ chức event cho anh em đi, hôm nay nói em đúng không? Thịt mẹ cái nỏ nồi này không bán được thì mang bố tặng. Tổ chức event vòng quay may mắn tối nay cứ 3 người may mắn nhất được coi với lại BS với lại vũ khí đồ cấp 7 cộng 9 luôn. Đồ mà lấy tương tác cái để im đăng bài. Giải nhất trong cái vũ khí cấp 7 bảy speed cái nỏ đấy để im chụp lại màn hình nha mức bướng như con ok mà em có BS nhỉ. Quay 3 lần này, quay 3 lần một lần được nỏ này với lại cho chúng nó bao nhiêu em để coi. Mọi người chờ em siêu, em điểm siêu. Rồi có bây giờ đi gọi gì ăn cơm bây giờ nhỉ? Hay là gọi cơm ăn nhỉ? BC cho xin ít bút đi bạn ơi. Tôi đỡ phải. À ông Khiêm ông bảo mấy hôm nay ông ấy bận tối chiều ông ấy về cuối tuần ông mới cày được bút. Hôm nay tôi cắm hộ ông ấy. Ông mà cứ vào cắm hộ anh. Tiêu 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 tiêu.
Sới bạc là hoa này. Even vùng quê may mắn. Okay.
tôi chạy đi hết tất cả, quên đi những ma lực đồng tình, quên đi ngày tháng đã làm ta vất vả. Chạy đi em, xuống ta đi lì lão, mỗi chặng môi chân đời với đất nhẹo, cả thời gian không vương vai, nhưng ta quên đến giây phút thương tài. Hà hồn không có chẳng bao quanh, để đắm chìm vào thế giới ảo ảo. Anh chạy thêm, chạy thêm, không biết thêm của anh thôi em. Thiện Maria ơi. Đi em ơi. Anh là Maria. Có đồ gì đó, người anh đang mặc đồ gì đó. Các em này là cái điều tiên lĩnh này. Hình như em đắm đuối cùng một người. Sáng đôi ta nghe có hai đấy rồi. Ấy thẻ visa 1 triệu để chuyên chi tiêu rán. Mình phải tiết kiệm tiền. Và chi tiêu đi. Mua chi tiêu mới chơi em nhỉ? Cái gì anh? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đây xe anh ơi, đây xe với đồng bót vàng này, sắp tới. Mười mấy phút nữa. 16 phút nữa. À anh Thìn ơi, tối nay vào 8 giờ em quay, quay mắn tặng anh em đồ Giáng sinh anh nhớ ấy nhá, và ủng hộ nhá. Anh Thìn ơi. Ơi ơi. Tối em làm gì? Quay vòng quay may mắn, em tổ chức vòng quay may mắn. Em sẽ quay 3 vòng loại trừ và giải vòng 1 thì em sẽ tặng cho một người. Ai chúng em sẽ tặng được 5 cặp DS. 5 cặp DS thì nó tương đương với được khoảng 50.000. Vòng thứ hai em sẽ tặng 500k đắt luôn coi. Vòng thứ ba em sẽ tặng một cái nọc thành nữ cục 9 nặng 7 speed cấp 7 cái hai óc đấy. Tại vì cái nọ nồ này tính ra độ khoảng 800 coi nhưng mà nếu ai mua thế này em tặng luôn cho anh em. Lợi nhuận của em có được gì không? Hả? Lợi nhuận của em có được gì không? À để sở tương tác này. À em được tương tác là gì? Có cái điều kiện gì cho anh qua đây có cái điều tiên nữ mà ông cũng lấy ai thật đấy. Cố gắng cải kiếm được con nép Quinn nữa. Bốn mươi kênh mà bao nhiêu ngày rồi? Chắc vào ra được 5 hôm rồi em. Thì hôm đầu tiên là 11 lần cái xếp. Rất là cũng nhanh mà. Hai máy 40 kênh ngon rồi. 10 ngày là 80 kênh. Rồi em cày được. Chứ một tháng cũng được mười mấy củ đấy.
ấy chứ không có hơn à? Vãi lộn, cái mà hơn là cũng kiếm tiền được nha. Mệt lắm, nhọc lắm, anh biết rồi. Ngồi máy tính nhiều nhọc người lắm, mất ăn mất ngủ. Làm sẵn để lại đúng không? Rồi vừa điều khiển nó, điều khiển hạt nữa, bót mic nữa. Đúng rồi, một máy tầm 20 ngày.